Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là cái cáp nối loa trong, loa nghe gọi trên điện thoại Google Pixel 2XL. Muốn thay được loa trong cho điện thoại Google Pixel 2XL thì phải tháo cái phần nắp kính này ra. Phía sau ra mới có thể thay được phần loa trong, loa nghe gọi của Google Pixel 2XL. Khi điện thoại Google Pixel 2XL quý vị các bạn nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc lúc không là do cái phần loa trong đã lỗi, hỏng, cần phải thay mới. Di động cao cấp.vn hiện có tất cả linh kiện trên điện thoại Google Pixel 2XL nói chung và phần loa trong và nghe gọi của máy nói riêng tới mới bị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới loa trong, sửa lỗi hỏng loa trong trên điện thoại Google Pixel 2XL quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới loa trong, sửa lỗi hỏng loa trong trên điện thoại Google Pixel 2XL quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.